Xin chào các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, mọi sự trên đời này, từ con người cho tới công việc, nếu như muốn làm tốt thì chúng ta phải biết về nó, thấu hiểu nó, thậm chí là tỏ tường về nó, phải không nào? Tiền bạc cũng chẳng nằm ngoài quy luật này đâu các bạn ạ. Chúng ta cứ thắc mắc tại sao người ta kiếm tiền giỏi, giữ tiền tốt mà tiêu tiền cũng rất thoải mái, thế nhưng vẫn chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Trong khi chúng ta thậm chí chi tiêu tiết kiệm, hà tiện, dành gần như toàn bộ thời gian để làm việc mà cuộc sống vẫn luôn chật vật, khó khăn. Các bạn biết tại sao chứ? Là bởi chúng ta chưa hiểu về tiền, chưa có kiến thức về tiền, thế nên tất yếu cũng sẽ chẳng biết cách chi tiêu hợp lý. Và hậu quả là kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu, nghèo vẫn hoàn nghèo. Vậy thì điều mà các bạn cần làm bây giờ là gì? Đó là tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc tài chính cơ bản nhất để có thể hiểu hơn về tiền, từ đó biết cách tiêu tiền và đặc biệt là làm chủ tiền bạc của chính mình. Bí quyết thành công là nơi các bạn sẽ nhận được những bài học, những bí quyết kinh doanh và cuộc sống. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa và 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Bí quyết thành công. Các bạn chỉ cần gõ từ khóa Bí quyết thành công trong ô tìm kiếm của YouTube sẽ tìm thấy những video hay nhất của chúng tôi. Hoặc đơn giản hơn thì các bạn hãy nhanh chóng ấn nút đăng ký và bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh để khi chúng tôi ra video thì các bạn sẽ là người nhận được những bài học nhanh nhất và sớm nhất. Các bạn thân mến, có một câu nói mà tôi nghĩ rằng có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực và đặc biệt đúng về mặt tài chính. Đó là, trong cuộc sống, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá bằng tiền bạc. Khi bạn có kiến thức về tài chính càng ít thì hiển nhiên bạn sẽ càng có nguy cơ mất nhiều hơn. Dù bạn đang nghèo khó, trung bình hay là dư giả thì quy luật này vẫn đều đúng. Nếu không biết quản lý tiền bạc, bạn vẫn có thể trở nên giàu có, thế nhưng không thể ở mãi vị trí ấy. Hãy thử nhìn vào các ngôi sao thể thao nổi tiếng, những người kiếm được hàng chục triệu đô la trong suốt sự nghiệp của mình. Thế nhưng khi ánh hào quang đi qua, họ trở về là một người bình thường, thậm chí là không nhà, không cửa. Bí quyết thành công sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 5 nguyên tắc về tài chính mà bạn nhất định phải áp dụng để vượt trội hơn 99% số người ngoài kia nhé. Nguyên tắc thứ nhất, hãy luôn quan niệm ai cũng có thể kiếm tiền. Bạn có biết sự khác biệt lớn nhất giữa người nghèo và người giàu là gì hay không? Đó chính là quan niệm của họ về tiền bạc. Thông thường người nghèo nghĩ về tiền đi kèm với những suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên thì người nghèo lại biết rằng tiền cũng có những mặt tốt đẹp, đó là nó không phân biệt đối xử. Nó không quan tâm đến màu da hay là chủng tộc của bạn, cũng như là bạn thuộc giai cấp nào, bố mẹ bạn làm gì, và thậm chí bạn nghĩ mình là ai. Mỗi ngày đều là một ngày mới, vì vậy dù hôm qua bạn đã làm gì, hôm nay lại bắt đầu một ngày mới, và bạn có quyền, có cơ hội tương tự như bất cứ ai để nhận lấy nhiều thứ như bạn muốn. Điều duy nhất có thể ngăn cản lại là chính bản thân bạn và cách suy nghĩ của bạn về tiền. Richard Templer cho biết, ông đã từng gặp rất nhiều người cực kỳ giàu có và tất cả họ đều có một điểm chung. Đó là họ đều là những người tuân thủ luật chơi. Họ có thể là quý ông lịch lãm, cũng có thể là một kẻ thô lỗ, là một nhà thông thái hay là một kẻ ngốc nghếch đúng nghĩa, là người xứng đáng hay không xứng đáng. Thế nhưng tất cả họ dám bước lên và nói rằng, vâng, tôi muốn giàu có. Còn những người nghèo khó là những người nói rằng, không, cảm ơn, nó không dành cho tôi không xứng đáng, tôi chẳng đáng gì. Tôi không thể, tôi không được phép, hay là tôi không nên thế. Vậy nên, điều đầu tiên mà bạn cần làm đó là nuôi dưỡng niềm tin rằng mình cũng có sức mạnh để trở nên giàu có. Khi đã có được sự tự tin trong quan niệm rằng ai cũng có thể kiếm được tiền và trở nên giàu có, thì nguyên tắc thứ hai mà bạn cần ghi nhớ và thực hiện đó là hãy chi trả cho bản thân đầu tiên. Bạn có biết, từ rất sớm thì hệ thống giáo dục đã định hướng cho chúng ta những kế hoạch giống nhau, đó là đi học, kiếm một công việc ổn định, mua nhà rồi mua xe, vân vân. Khi đó thì bạn sẽ cố gắng chi trả những khoản phí này bằng thẻ tín dụng đúng không? Và thế là bạn bị mắc kẹt lại trong một vòng luẩn quẩn, đi làm qua ngày, lấy lương để trả lại vào thẻ, và cuộc sống được lập trình sẵn như một con robot, trả các khoản tiền ngay khi lương về. Thế rồi khi đã lo xong xuôi các khoản phí thì bạn lại bị rơi vào một cái bẫy tiêu dùng, mua sắm những đồ đạc không cần thiết, và đến những ngày cuối tháng thì bạn chợt nhận ra mình chẳng còn lại bao nhiêu tiền. Thậm chí dù có cố mua vào những dịp ưu đãi thì bạn vẫn chẳng thể tiết kiệm được. Đó là bài học mà tôi có thể rút ra sau nhiều năm lặp lại vòng xoáy này. Tôi muốn thay đổi điều đó, và thật may một câu nói của doanh nhân John Rampton như một cánh cửa mở ra. Một nguyên tắc sống còn trong việc tiết kiệm và chi tiêu đó là chi trả cho bản thân trước. Khi thu nhập về tài khoản, hãy khôn ngoan bỏ vào quỹ tiết kiệm trước khi tính đến những khoản chi trả. Hay là nói dễ hiểu hơn, ngay khi có tiền lương thì bạn hãy đặt ra một khoản và gửi nó vào tài khoản tiết kiệm.
mỗi tháng để dành ra một ít và cố sinh hoạt với số tiền còn lại. Bạn nghĩ sao về cách chi tiêu này? Hãy thử bắt đầu ngay từ tháng mới này nhé! Đến với nguyên tắc tiếp theo mà chúng ta cần thực hiện, đó là hãy tiết kiệm cho những lúc bất chắc. Bằng cách chi trả cho bản thân đầu tiên, bạn sẽ vô thức dành dụm được một khoản tiền. Thế nhưng đừng để chúng trở nên vô dụng hay là bị mất đi giá trị. Hãy học cách đầu tư để tiền có thể sinh ra tiền. Với số tiền đó thì bạn sẽ cảm thấy an tâm hơn và có phao cứu trợ mỗi khi bạn gặp khó khăn. Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất, đã diễn giải ý tưởng trên như sau. Đừng tiết kiệm những gì còn sót lại sau khi tiêu, mà hãy tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm. Bằng cách chi trả cho chính mình, bạn sẽ phải đảm bảo rằng mình phải biết dành dụm có kế hoạch và chi tiêu ít đi. Ngoài việc để riêng ra một khoản tiết kiệm riêng, thì điều quan trọng hơn trong cuộc sống hàng ngày đó là các bạn cần phải biết chi tiêu hợp lý. Xã hội mà chúng ta đang sống luôn tìm cách khiến mọi người muốn chi tiêu nhiều hơn. Quảng cáo thì bắt mắt và ở khắp mọi nơi, khiến bạn muốn sở hữu những thứ không cần thiết. Khi dành thời gian suy nghĩ thì bạn sẽ nhận ra mình không cần phải thay điện thoại mỗi năm chỉ để cầm trên tay chiếc iPhone mẫu mới nhất, hay là nhất định phải có chiếc váy đang là hot trend. Bạn hoàn toàn có thể mua một chiếc điện thoại rẻ hơn mà chức năng đủ dùng cho nhu cầu bản thân, hay là tủ quần áo của bạn đang chật kín và có những bộ quần áo bạn thậm chí chưa mặc một lần nào. Và nguyên tắc quan trọng cuối cùng đó là đừng để bản thân lâm vào tình trạng nợ nần. Tôi luôn ngạc nhiên và tự hỏi tại sao mọi người lại quá lạm dụng thẻ tín dụng. Thậm chí có những người đã trở nên túng quẫn vì nợ chồng chất nhiều loại thẻ, và điều đáng buồn hơn là họ dùng cho những thứ không hề chính đáng chút nào. Tôi sẽ sử dụng ví dụ về Apple một lần nữa, dù tôi phải công nhận về chất lượng của sản phẩm hãng này. Dù sao thì bạn cũng nên đồng ý với tôi về mức giá của Apple là số tiền cao quá mức so với tính năng mà chúng mang lại. Và để có thể sở hữu các sản phẩm mới ra của hãng thì nhiều người đã rơi vào tình trạng nợ nần, và tất nhiên không chỉ Apple mà còn nhiều trường hợp khác cũng thế. Cái chi tiêu này sẽ khiến bạn nợ ngày càng thêm nợ và trở nên khó khăn hơn. Dù bạn giàu hay nghèo thì cũng không quan trọng, vì có càng nhiều tiền thì bạn lại càng tiêu nhiều hơn. Tổng thống thứ 3 của Hoa Kỳ đã nói, đừng bao giờ tiêu tiền trước khi mà bạn có nó. Nếu thực sự muốn sở hữu một chiếc iPhone, hãy tiết kiệm trước. Sau một thời gian chăm chỉ kiếm tiền, có lẽ bạn sẽ không còn cảm thấy quá khao khát để tiêu chung nữa bởi đã nhận ra giá trị lao động của mình. Các khoản vay răng ra một cái bẫy khiến bạn cảm thấy thứ mình có là miễn phí. Khi phải làm việc dành dụm tiền, bạn sẽ trân trọng công sức mà mình bỏ ra và ít phung phí đi. Các bạn thân mến, những người không biết quản lý tài chính chắc chắn sẽ không bao giờ có thể trở nên giàu có, sống một cách thoải mái. Bất kể hiện giờ bạn đang ở tầng lớp nào, trung lưu, thượng lưu hay là nghèo khó, thì nguyên tắc này không thay đổi. Bởi khi không biết kiểm soát, bạn sẽ tiêu sạch số tiền mà mình có. Thế nên, sự khác biệt giữa người giàu và số người còn lại là ở chính cách mà họ sử dụng tiền bạc các bạn ạ. Hiện nay, xu hướng làm việc freelancer được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và lựa chọn bởi tính chất công việc khá là thoải mái, tự do. Hoặc là có những người biến đam mê của mình thành công việc. Mê game thì kiếm tiền từ game, mê YouTube thì kiếm tiền từ YouTube. Họ có thể ngồi ở nhà cả ngày hoặc là ra quán cà phê với một chiếc máy tính nhỏ để làm việc. Họ chẳng cần trải chuốt, ăn bận công sở mà cứ mặc thoải mái nhất để làm việc. Thế nhưng người khác khi nhìn vào thì lại chẳng hiểu và cứ nghĩ rằng tại sao mấy người kia cứ chơi bời cả ngày mà vẫn tiêu xài phung phí? Tại sao mình vất vả cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, đến cuối đời trong tay vẫn chẳng có gì? Rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Bạn cũng đang có cùng thắc mắc này đúng không ạ? Hãy để Bí Quyết Thành Công trả lời giúp bạn nhé! Tại sao mình vất vả cả đời cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền, đến cuối đời trong tay vẫn chẳng có gì? Thế nhưng ngược lại, nhiều người trông có vẻ rất là nhàn hạ, nhẹ nhàng, thế nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn rất rất nhiều lần. Câu trả lời ở đây là nằm ở sự khác biệt trong tư duy và quan niệm. Người giàu, họ chẳng nghĩ đến việc làm giàu bằng việc tay chân. Tôi tin rằng hầu hết chúng ta chưa từng thấy ai lao động chân tay mà giàu được cả, đúng không? Bởi nếu không thì tại sao những người nông dân dưới quê quanh năm lầm lụng vất vả mà cả đời vẫn cứ mãi nghèo? Lao động chân tay là việc mà ai cũng có thể làm, cho nên vô cùng dễ bị thay thế. Huống hồ lao động chân tay là việc chỉ cần lặp đi lặp lại một việc, không cần kỹ thuật hay trình độ gì mấy, bạn đủ sức là được. Thế nhưng lao động trí óc thì lại khác. Việc lao động đầu óc có yêu cầu cao hơn, cần tri thức, trình độ, phẩm chất đạo đức đào tạo qua nhiều năm. Những việc không yêu cầu cao ai cũng làm được thì thường không thể mang lại cho bạn một mức thu nhập cao. Những người giàu có với mức thu nhập ngất ngường sẽ không chọn kiếm tiền theo cách đó. Trong mắt họ, những việc kiếm ra nhiều tiền nhất lại luôn luôn tốn ít sức lực nhất.
Vì vậy, muốn có nhiều tiền thì bạn phải học cách kiếm tiền bằng đầu óc. Mà muốn kiếm được tiền bằng đầu óc thì bạn phải hiểu được ý nghĩa của tiền bạc, biết cách lợi dụng tiền để kiếm thêm tiền. Tiền là công cụ để tăng cao mức sống, phát triển bản thân và cho thấy giá trị của bạn. Người nghèo khác người giàu ở chỗ họ làm việc vì tiền, còn người giàu thì dùng trí tuệ khiến tiền làm việc cho mình. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà người giàu thì cứ nhẹ nhàng cũng tạo ra rất nhiều tài phú, còn người nghèo thì cứ vất vả cả đời cũng chẳng có thể kiếm được bao nhiêu. Điểm khác biệt thứ hai nữa giữa người giàu và người nghèo nằm ở việc người giàu lười làm việc vặt nhưng chăm suy nghĩ, còn người nghèo thì sao? Chỉ mải lãng phí thời gian cho những suy tính thiệt hơn lặt vặt mà chẳng lo toan làm giàu. Một vị tỷ phú đã từng nói, chăm suy nghĩ là nguồn gốc của tiền tài. Có những lúc chúng ta cứ luôn ghen tị với những người giàu làm ít nhưng được hưởng nhiều. Không chỉ có thể nhẹ nhàng kiếm tiền mà còn có thể dành thời gian hưởng thụ cuộc sống. Thực ra không phải người giàu làm ít mà hưởng nhiều, mà chỉ là họ biết cách dồn thời gian sức lực vào việc quan trọng hơn. Đó chính là suy nghĩ. Còn những người nghèo, quanh năm suốt tháng bôn ba vất vả, thực ra lại vô cùng trống rỗng. Họ không biết những việc mình đang làm có ý nghĩa và tác dụng gì, lúc nào cũng hao phí thời gian và sức lực vào những việc không đáng. Ví dụ như là trưa nay ăn gì, buổi chiều nay tan làm đi đâu chơi, mai mặc gì đi ra ngoài, toàn những chuyện vụn vặt đời thường, không làm nên giá trị gì. Ngược lại, chính họ mắc kẹt trong chuyện lặt vặt và những suy nghĩ lặt vặt đó không còn chỗ đâu cho việc làm giàu. Một bí quyết nữa giúp người giàu lại càng giàu hơn đó là gì? Bạn đã biết hay chưa? Người giàu nạp tri thức vào đầu và từ đó tạo ra tiền bạc và tài sản các bạn ạ. Nhà đầu tư, doanh nhân, cựu luật sư bất động sản, nhà thiết kế kiến trúc và nhà từ thiện người Mỹ, đồng thời còn là phó chủ tịch của tập đoàn Berkshire Hathaway, tập đoàn có mức doanh thu đứng thứ 9 trên toàn thế giới, Charlie Thomas Munger, người cả đời luôn kiên trì làm một việc, ấy là đọc sách. Charlie sẽ chỉ đọc sách ở vị trí của mình mỗi buổi họp và chỉ hạ cuốn sách xuống khi hội nghị bắt đầu. Không những thế, ông luôn luôn mang bên mình một cuốn sách để có thể lấy ra đọc bất cứ khi nào mình rảnh. Đây chính là một trong những nguyên nhân giúp ông có được thành tựu như ngày hôm nay. Và ông nói, việc đọc đã nuôi dưỡng tư duy đa dạng cho tôi, giúp tôi tiến bộ mỗi ngày. Thật vậy, đọc sách giúp chúng ta mở mang tầm mắt, cho chúng ta tri thức mới và giúp chúng ta tiến bộ. Thế giới này phát triển mỗi ngày và cũng chỉ có người phát triển song song với đó mới có thể kiếm được nhiều tiền. Thực ra thì suy cho cùng, không có công việc nào là không cần nỗ lực, không tốn công sức. Nhưng người giàu có vất vả cũng là về vất vả về trí óc. Hơn nữa cũng không phải mệt nhọc mệt chết để kiếm răm ba đồng. Cho nên chỉ có đọc sách kiếm tiền bằng đầu óc mới có thể theo kịp tốc độ phát triển của thời đại, thực hiện giấc mơ tài phú của mình. Và điều quan trọng cuối cùng, đó là người giàu không bao giờ quên thực hiện, đó là việc thiết lập mục tiêu. Sau khi có định nghĩa, mục đích đến để theo đuổi sự giàu có, việc tiếp theo mà bạn cần làm đó là thiết lập mục tiêu và đạt được nó bằng một thời gian biểu và lịch trình của mình. Điều này cũng đơn giản như việc bạn muốn đến một nơi nào đó thì bạn sẽ biết bạn phải rời nhà khi nào, bạn sẽ đi trong bao lâu, bạn sẽ đi đường nào và bạn sẽ làm gì khi đến nơi. Làm giàu cũng tương tự như vậy, bạn phải biết trước rằng với bản thân bạn, thế nào là giàu có, bạn dự định làm giàu ra sao, thế nào là giàu có, bạn dự định làm giàu ra sao, bạn dự định sẽ tốn bao nhiêu thời gian, bạn làm được gì hoặc muốn làm gì với số tiền mà bạn kiếm được. Xác định những mốc cụ thể sẽ khiến con đường đi của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đó có thể là một cái mốc, ví dụ như là 40 tuổi tôi sẽ trở thành triệu phú và tôi sẽ kiếm ra tiền bằng cách điều hành một công ty bất động sản của riêng mình. Nói với mọi người, tôi có ước mơ trở thành một người giàu có, thành đạt, nổi tiếng thì thực sự chẳng có gì khó. Thế nhưng xác định rõ được mục tiêu và quyết tâm chinh phục mục tiêu đó thì không phải ai cũng làm được. Thậm chí, nhiều người dù đã rất đam mê thế nhưng vẫn bỏ cuộc giữa chừng. Vì vậy, nếu thực sự muốn thành công, giàu có thì việc tiếp theo cần làm đó là phải thành thật với chính bản thân và đề ra những mục tiêu phù hợp với bạn. Bạn có thể chấp nhận được. Còn tính khả thi thì sao? Hãy cứ bắt tay vào làm nhé! Bởi bạn sẽ không thể nào biết rằng mình có thể đi được bao xa nếu như bạn không thử sức và cố gắng hết sức. Giờ thì bạn đã sẵn sàng chinh phục mục tiêu của chính mình chưa nào? Chúc các bạn thành công nhé!